Xin chào Quyên. Hôm nay cái xin làm một video về cái turbo. Đây là một em turbo của em Isuzu 4BD nhé, dành cho máy 4. Đây là cái lắc của em này, model là 4BD1T, turbo chạy cho một tắc lẻ 2, tắc lẻ 5. Ok, đây là hàng lâu lâu về, có một con nghĩa địa nhưng mà mới ha. Mình xin quay video chi tiết về em này để anh em ngắm. TD04 lâu lâu về dính em rất là xuất sắc, rất là đẹp. Hàng này là hàng liên danh, hàng liên danh của Isuzu, rất chuẩn ha. Đây là mã ngoài của em này, hầu như gọi là mới mới 100%, còn dán tem nữa. Rất đẹp. Rồi, ok, anh em có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0903 070753 để offer giá và vận chuyển đến cho anh em ha. Lâu lâu mới có một vài em đẹp thì giờ anh em xài thôi. Anh em có nhu cầu thì cứ nhanh tay và đừng quên subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo, các loại động cơ, máy tàu thủy và các phụ tùng. Xin cảm ơn và hẹn gặp.